Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, khỏe không tất cả anh em? Ngày hôm nay thì mình mới trở về sau chuyến đi Phượt Tam Đảo, tất nhiên là sẽ có video game cho anh em coi đúng không nào? Dạ, thì mình đang ở vị trí thung lũng nha. Ui, má, mày team up với tao đây. Ơ cái đậu xanh ngáo mẹo ấy. Trời ạ. Bảo gì cơ. Ủa mấy ông leo rank solo team up với nhau ai chơi gian lận vậy. Kìa kìa. Nghĩ chán không. Nhưng mà tôi thấy là dạo này anh em leo rank anh em hay team up nhiều lắm nhá. Nghe đồn là sắp tới ví dụ kiểu anh em team up khả năng cao, có khi còn bị khóa cả tài khoản cơ. Thế nên là thôi, chơi game lấy top 1. Đó được chưa ạ. Không có team up gì cả. Ơ mà nói thì cũng lâu lắm rồi không có ra video team up cho anh em coi nhỉ. Để hôm nào kiểu tôi có hứng tôi sẽ làm video team up cho anh em coi. Thế nhá. Ok, và nếu như các bạn đang xem video trên kênh của mình, mọi người đừng tiếc cho video một lần like. Các bạn nhấn like video cho mình và chia sẻ video hộ mình với nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bên trên này cái coi nào. Hiện tại với combo súng thì đây, chúng ta có X-8 này. Một cây thông sơn thì mình đang khá là tự tin. Rồi nhá, nhưng mà hình như đang thiếu bông keo, tầm này chưa có bông keo. Mà không có bông keo chơi gì. Rồi ok, lên trên nào, let's go. Tầm này lên trên kiếm người ơi, sao giờ. Đúng lắm mọi người ơi. Lấy xe nhá, lấy xe kiếm người cho nhanh, dễ. Chứ bảo đi bộ đi thì có bà đến mút mua hoa chuối không? Theo chân mình nào, đi kiếm người thôi nhở. Nói chung là sau chuyến đi du lịch Tam Đảo vừa rồi thì thật ra cũng không tốn kém lắm. Mình với thằng bạn đi tính cả ra anh em hết 1,5 triệu chơi đồ mỗi thằng 750k. Đó, nó cũng khá là nhẹ nhàng với túi tiền. Rồi anh em bảo chứ ôi, hôm qua vừa đăng clip nghèo khổ xong ra mình có giờ kiểu biết nói như nào nhỉ. Mình đăng clip vui cho anh em coi đi hả. Mọi người có thấy là mình đăng mình có để cả hậu trường phía sau còn gì. Khổ toán nhiều bạn có bao giờ xem hết video của mình đâu. Nghĩ chán đâu. Chán quá Nhẹ nhàng cái bây giờ có 2 kill này mọi người. Tâm sự với anh em xíu. Giờ này kiểu tôi toàn bỏ ăn sáng ấy. Các bạn ngủ dậy cũng sớm nhưng mà thời gian cái chơi game làm video cái toàn bỏ ăn sáng thôi. Thế mỗi trưa với tối hai suất cơm mỗi suất 25k. Đó 50k. Ok, 50k một ngày đủ sống rồi. Tháng hết tầm khoảng 1,5 triệu tiền ăn ấy. Đó, về cuộc sống hiện tại của mình thôi. Ui. Ăn đủ. Lên trên cái đi. Một số anh em mới xem kênh Sĩ Kẹo bảo chứ ơ kênh nhiều sắp mà sao ít view ấy anh. Như này. Ra chắc kiểu fan ngày trước thì mọi người không thích xem Sĩ Kẹo nữa, mọi người tìm được kênh nào đó hay hơn hay là vấn đề gì đó chẳng hạn, ví dụ thế. Các bạn lớn hơn 1-2 tuổi, các bạn có suy nghĩ khác liền, các bạn có những cái sở thích nó khác mà. Giống như mình đây, còn gì nữa. Ok, mình là một người chơi game Free Fire cũng đã khá là lâu. 2 năm rưỡi rồi, hơn 2 năm rưỡi chơi game Free Fire rồi. Nó mang đến cho mình rất là nhiều cảm xúc và nó là cái tựa game mà mình gắn bó lâu dài tận bây giờ. Đó, thấy chưa ạ. Một số bạn gọi mình idol. Đừng gọi mình là idol. Ngay cả Denvo còn bảo anh em không gọi là idol. Tôi đã là gì đâu. Đó, mình chỉ làm streamer bình thường thôi. Mong muốn cuộc sống bình thường thôi. Chả bao giờ kiểu khoe khoang hay là gì cả. Không có. Nếu có cũng chỉ là những cái câu nói vui đùa. Vậy thôi. Ê, 14 người chơi nhá. Theo chân mình kiếm người nào. Ngại gì. Các bạn anh em có xe mà kiếm người nó cũng dễ, không khó đâu. Oh man. Rồi là có một vấn đề cũng rất là xin lỗi anh em, bởi vì kiểu đầu tháng này tôi nhổ răng khôn ấy, đâm dạ nghỉ 5-6 hôm. Thế cũng lười. Lời không ra video game cho anh em thì dạo này làm chăm hơn tí, anh em cũng tích cực xem nhá, ủng hộ mình nhá. Mình kiếm tiền từ YouTube mà anh em. Đó. Anh em xem ủng hộ mình chứ không thì biết nói như nào ta. Không lương YouTube sao xấu anh em. Bởi vì là hiện tại thì mình đang tính sẽ kiểu đi làm thêm đâu đó, nhưng mà chưa kiếm một công việc nào nó hợp lý với cái khoảng thời gian của mình.
tối vẫn phải live stream à. Nhắc nhở nhẹ nhàng mọi người ơi, thì tối mình vẫn live stream trên online á, ID 4739760. Mọi người có thể là tải cái app ở phần mô tả. Phần mô tả có cái link tải app, xong mọi người follow giúp mình. Tối mình live 19 giờ nha. Tháng này nghỉ hơi nhiều. Đó. Ốm đau bệnh tật nghỉ hơi nhiều. Được chưa ạ? Yo, lên cổng trời cái nào. À mà dạo này tôi nghe nói một số bạn bảo sắp được nghỉ hè, không biết thật không? Anh em sắp được nghỉ hè chứ, thế lại sướng nhở. Ôi chưa bao giờ kiểu kỳ nghỉ hè anh em được nghỉ dài như bây giờ nhá. Úi ôi, máy còn 7%, vãi cả. Vãi của máy tôi hết mẹ pin rồi. 7% là hơi căng á. Ôi không biết có đủ chơi nốt trận hay không nhở. Phấn đấu tốt một cái nhá. Oh man. Rồi, let's go ngoài này. Trận đấu hôm nay kiểu nó cũng không gắt gao lắm, nó cũng khá bình thường, yên bình mà. À đây. Má mày chạy. Chạy đâu? Úi dồi. Úi dồi, muốn cao nhanh đấy. Hay, được lắm, hay lắm. Úi. Chú lành bất ngờ dựng bóng keo này. Úi. Từ. Qua đi ngay mà, phải này càng nhé. Úi nó qua gốc cây rồi. Nhanh thế bạn ơi. Ôi, nhanh thế bạn ơi. Ơ, sao? ba kêu nhẹ nhàng. Ôi đừng anh ơi đừng. Em gì ghê vậy? Mình vừa hạ xong kia cái thanh niên đã bắn rồi. Ôi vãi cả game. Bình tĩnh đi bạn Hiền ơi. Ôi trời ơi, mấy bạn chơi này chết mình. Chết mình mất. Mấy bạn đừng chơi dồn dập thế, chết mình mất. Hiểu sai. Tôi đang cố gắng sống dai kiếm tốt cho anh em ấy. Đó kiểu. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ừ hôm nay thứ 3. Ok hôm qua mới thứ 2 đầu tuần xong rồi. Đó. Ghê quá nhở, bắn hình như gốc cây đúng không, mọi người xem phải không? Đậu xanh, từ. Ui rồi, trốn đâu ấy? Ơ, à, mày trốn đâu? Bố ơi, sợ quá. Thanh niên làm gì ấy? Ôi, mất bông keo rồi. À, biết ngay mà, ngay trên này. Có giỏi xuống đây, nó cũng xuống với mình lên. Úi rồi, câu lựu luôn ạ. Bạn ơi đừng. Trời ạ. Sao bạn nhẫn tâm mình vậy? Má câu lựu chơi mình luôn á. Muốn ép mình hả? Trời ạ. Úi dồi ôi. Nó cứ trốn khỏi gốc cây. Lợi thế phết nhở. Úi. Nhưng mà thanh niên này bắn hơi kém thở. Cái này là do đối thủ bắn kém ơi, chứ không phải tôi chơi hay đâu. Mọi người bảo ôi anh sĩ anh chơi hay không? Mình chơi mà bình thường. Chơi game rất bình thường như mọi người mà chẳng biết thế nào. Nhưng mà anh em yêu quý mình, thích xem video của mình, thế thôi. Ok. Bây giờ chăm làm video hơn cho anh em coi nhá. Tâm sự với anh em mỗi ngày thì mọi người có thể lên online nhá. ID 4739760 nhá. Mình live bên đó 19 giờ nhá. Tâm sự gì chả được. Tôi rảnh tôi ngồi tâm sự với anh em thôi, cuộc sống, tình yêu các kiểu nhá mà. Nói rồi. Nhớ anh em vẫn hay than thở chứ. Ôi anh ơi, em yêu nhau qua game thôi, dẹp mẹ đi. Bởi vì là này, yêu nhau gần nhà nhau, sát nhà nhau, ui rồi cùng lớp với nhau, chưa ăn thua cùng trường với nhau, đúng không? Đấy. Thế bây giờ bảo yêu xa qua mạng, ui rồi qua game. Nói thật không phải cho các bạn mất niềm tin nhưng mà khó đấy, khó thật sự ấy. Thế là cái việc này nó hơi tốn thời gian. Biết rằng mọi người cũng kiểu hay đó. Nếu mà tối kiểu học bài xong là còn mẹ máy pin yếu. Tôi hiểu cảm giác của anh em mà học bài xong cái có người chơi game chung này, ui rồi tâm sự này, anh yêu em yêu này, trời ạ, ui rồi ôi, má máy có 5% pin này. dã man, ôi mày này, bố sợ quá rồi nhá. Mày tưởng mày lên xem mày ngon, con chó này chạy đi. À đủ ghê gớm ui. Không sao, hiện tại mình có 4 trái bông keo mà dám solo. Ui ở trên chúng nó bắn nhau gắt quá mà, thôi tôi phải xem, tôi ăn thằng ở dưới này đã. Mày chạy đi. Tao xuống bây giờ mày chạy đi. Bây giờ mày chạy được mày ngon. Ui dồi ôi, nó không có bông keo, nó chỉ có cái súng bắn băng ấy thôi. Một quả. Liệu choáng này. Choáng chưa? Ui, chưa choáng ạ. Tốt thật ra đang choáng ấy, đang quáng gà đấy. Ui, nó vẫn có bông keo chứ, nãy nó xài cái súng băng kia chắc để tiết kiệm thôi. Mày làm sao? Ui dồi ôi. Ui từ. Thế này sai cả lửa chạy cơ. toang chưa. Yo. Hôm nay toàn gặp với thiên nhiên kiểu gà mờ. Tâm dạ dễ chơi nhỉ. Ôi vừa chơi vừa tâm sự với anh em cũng thoải mái vậy. Mà còn hai người chơi này. Tốt một chứ. Thật mà. Hôm nay tốt một phát đi cho máu rồi.
chơi cái. Oh man. Ôi không 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 ai ở trên, cho nó dưới rồi, cho nó xuống dưới rồi. Được rồi, thế mình xuống dưới. Ở trên này vắng tanh như trò đánh á. Không chỉ có ai đâu. Xuống 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 dưới thôi. Rồi đâu? Eo ơi. Tôi nhìn tôi soi địch mà kiểu mắt tôi sắp cận đến nơi mẹ. À, bên hông có một đứa này, ở dưới có một đứa này. Ô, cái đéo gì vậy? What the hell, sao thanh niên có cả vụ núp trong xe hả? Ôi dồi ôi, mình lại bạn. Lại hồn, khổ quá. Nếu có một đứa trước mắt thôi. Ui, từ. Chơi game phải chiến thuật anh em, tôi chưa nhìn ra nó ở đâu ấy. Nó chỉ quanh quẩn ở phía bên tay phải thôi, chưa nhìn ra. Ô bạn ơi, cứ bình tĩnh nhá, đừng bắn nhá, đừng bắn. Ui, mình xài chiêu Alok, vẫn full 200 máu, không hại gì đâu. Ok. Lắp phải nòng súng 3, bắn cho rát. Ui dồi ôi, thì ra gốc cây này à? Phải cắn trộm bố mới hơi lâu đấy. Được, hay lắm. Dựng trái bóng keo phát này. Nữa này. Làm sao em? Ra đây em. À, trốn gốc cây. Trốn gốc cây này. Ui dồi ôi, toang chưa? Buya, tuyệt vời. Yes, quá là được luôn nhỉ. May, pin yếu vẫn đủ chơi hết trận. Tầm này bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ like để ủng hộ cho mình nhé.